mọi người vào lại livestream cho em nha. Chào nhỏ Hương, chào dí mà, hello tánh yêu nhí mà. Nhận được quà mini game bên nhà em chưa ạ? Vừa chia sẻ xong mà lại thoát ra, tại vì nhà em làm lại cái link một tí, tại vì là nó bị rơi ra chị ạ. Bây giờ chia sẻ lại cho em đi, nó bị rơi ra, thế nên là em mới phải 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 bổ em mới phải xoáy ốc nó vào một chút, mọi người thông cảm cho em nhá. Chào Lan Anh, chào chị Mon Anh ạ. Hello, xin chào tất cả các tình yêu, em chia sẻ nhiều lắm rồi, hôm nào cũng vào săn bom của bên nhà chị mà chẳng hôm nào em được hà. Em nhận được đồ đổi chưa? Chị Ngọc Duyên em ơi, hôm nọ chị Ngọc Duyên sai số điện thoại ấy, tìm được chưa? Chưa. Ôi chị Ngọc Duyên ơi, cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Số điện thoại của chị bị sai, hôm nọ em tìm mãi mà không tìm nick của chị đâu. Tìm mãi không tìm nick của chị đâu cả. Đấy các chị nhá. Rồi bạn ạ, đẹp lắm luôn mà vẫn nhớ đến dí mà cơ. Ở nhà em thì khách hàng bên nhà em thì ai em cũng nhớ nha các chị nhá. Hôm nay thôi em tập trung vào chủ đề chính luôn. Chào Hùng Diễm, chào Hùng Mai, chào chị Quốc Hương ạ. Hello, xin chào chị Quốc Hương cho em. Chào chị Nguyễn Theo nha, chào tất cả mọi người đang xem livestream của em. Xả hôm nay đồng giá 9.000 cho tất cả các chị yêu của em ngày hôm nay được chưa ạ? Xả đồng giá 9k cho tất cả những chị ngày hôm nay đang xem livestream của em. Những chị nào muốn mua hàng với giá 9k thì các chị hãy nhớ giùm em này, chia sẻ livestream lên cho em ạ. Một lần lên trang cá nhân và là các chị hãy chia sẻ lên trang cá nhân cho em. Các chị cứ tiếp tục chia sẻ lên trang cá nhân cho em, cứ lượt chia sẻ lại, cách lượt chia sẻ kia là 2 phút đúng không? Các chị không muốn chia sẻ lên hội nhóm thì các chị cứ chia sẻ lên trang cá nhân cho em. Em không cần yêu cầu của các chị là chia sẻ quá nhiều các hội nhóm cho em làm gì cả. Các chị chỉ cần là chia sẻ lên cho con em là con em vui lắm rồi. Cứ đủ 5 lần lên cho em các tình yêu của em nhé. Cứ chỉ cần đủ 5 lần lên thôi ạ. À. Ngọc Duyên, chị Ngọc Duyên này 0933 này. 0933 455784. Viết luôn của chị Ngọc Duyên đi thì gọi lại cho chị đấy. 0933 455784. Rồi bắt đầu em bóc hàng bon giá 9k các chị. Chị chưa nhận được hàng em ơi. Ôi chị ơi, dạo này bên miền Bắc nhà em nó hơi bị kiểu như là nó cũng hay mưa gió một chút nhá các chị nhá, nó cũng hay mưa gió một chút. Thế nên là hàng nó cũng đi chậm hơn một chút, nhưng mà bây giờ lắng lên rồi. Hình như là lắng tầm độ khoảng 39-40 độ rồi các chị nhá. Đấy, nhớ giúp em là chia sẻ lên cho em ạ. Cứ một lần lên sang cá nhân, 5 lần các nhóm cho em các chị nhá. Một lần lên sang cá nhân, 5 lần các nhóm cho em các tình yêu của em nhá. Nhớ giúp em là mọi người phải chia sẻ đủ lên cho em ạ. Tại vì hôm nay em chỉ bán cho mọi người với giá 9.000 thôi. Nói chung là 9.000 là một cái giá siêu lời cho mọi người luôn nhá. Mọi người cứ để ý mà xem, mọi người cầm 9.000 mọi người đi ra chợ thử xem các chị mua được cái gì không. Nhưng các chị chỉ cần vào livestream của em, các chị chia sẻ livestream lên cho em thôi là các chị đã được mua hàng với giá 9.000. 9.000 này nó không cả đáng, không có bằng một cái bát gọi là bát ăn sáng các chị luôn. Không có bằng một cái bát ăn sáng các chị mà ngày hôm nay em xả toàn bộ hàng các chị với giá 9k, ok chưa? Chào chị Kiều Anh, chào chị Phạm Thị Bình, chào chị Lương Hải Yến, chào chị Lê Muội. Cảm ơn tình yêu của em. Gói hàng em chưa shop ơi, Nguyễn Thúy An, Hồng Tú Loan, chào chị Hồng Tú Loan, chào chị Huỳnh Mai đã chia sẻ livestream cho em rất nhiều. Chị Lê Hoa cũng đã chia sẻ livestream cho em rất nhiều. Em cảm ơn các chị nha. Chào chị Nguyễn Mùi, chào chị Nguyễn Thương, bắt đầu lên hàng giá 9k cho các chị này. Nào chia sẻ mạnh mẽ lên cho em, cứ nhớ giúp em chia sẻ lên cho em. Một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em. Bắt đầu em lên hàng giá 9.000 cho các chị này. Đợi mọi người chia sẻ, mọi người hãy dành thời gian ra mọi người chia sẻ đi. Không là tẹo được em lên hàng giá 9.000 cho các chị. Thế xong rồi các chị vào các chị chia sẻ mãi, chị không chia sẻ đâu. Đấy, và nó bon chen mãi không có lượt tương tác của nhà em đâu. Nên em đang dành thời gian, em cố gắng em dành thời gian các chị nhá. Săn hàng bom với giá 9k. Rồi ok chị, sẽ có hàng giá 9k, chị bắt đầu lên hàng giá 9k này. Hôm nay sẽ là bóc một đơn hàng này đầu tiên cho em giá 9.000, xả toàn bộ ngày hôm nay với giá 9k được chưa các tình yêu của em. Một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm, cứ một lần lên trang cá nhân và 5 lần các hội nhóm cho em các chị nhá. Một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em, hôm nay em sẽ xả toàn bộ luôn. Ôi đóng hàng rất kỹ luôn các chị ơi, băng dính các kiểu này. Các chị nhìn không, băng dính các kiểu cho các chị luôn mà đi hoàn hàng về của nhà em, hôm nay em xả toàn bộ luôn cho các chị luôn. Không hiểu là mấy cái chị bom hàng này không biết là tối đến các chị có ngủ có ngon không. Nói thật các chị là không
biết là tối đến các chị thấy có ngủ ngon không nữa. Người ta buôn bán có lãi lở được khoảng 50.000 đồng riêng cái bộ này nhá. Em hỏi các chị luôn, đây nó là một bộ luôn cho em nhìn này, em biết nó là một bộ rồi. Trong đây nó là một bộ cho em nhá. Nhà em ship đi mất 25.000, ship về mất 25.000, tổng cộng một đơn hàng của nhà em mất tận gần 50.000. 50.000 là ít các chị ạ, 50.000 để đi phục vụ các chị đây. Em Mạnh đã phải ứng tiền ra 30.000 đây. Các chị nhìn thấy không ạ? Em phải ứng ra tiền 30.000 để em bán hàng các chị. Đấy, buôn bán bây giờ khách hàng ở thượng đế thôi thì mình tất nhiên mình phải chiều khách hàng rồi. Thế nhưng mà thật sự là những khách hàng này không thể chiều được các chị ạ. Em phải nói một điều là khách hàng này không thể chiều được nữa luôn cho em, quá kinh khủng luôn các chị ạ. Bom hàng một cách dã man luôn, mà cái bộ này nhà em không có hàng đây. Băng dính đóng gọi là chắc kinh khủng luôn các chị ạ. Đấy, đây cầm dao để cắt ra này mà vẫn còn chưa ra được này. Đấy, băng dính dán như thế này rồi đi bom hàng về cho em. Quá đáng. Trời ơi, em chẳng thấy ai quá đáng như mấy cái chị này luôn. Ôi ôi các chị ơi, bộ dài, một cái bộ dài này nhà em không có hàng để bán nhá. Em nói trước các chị nhá, chia sẻ lên cho em, các chị nghe rõ cho em, bắt buộc phải lên trang cá nhân nhá. Chị Trinh Nguyễn ơi, bắt buộc chị phải lên trang cá nhân cho em, tại vì trang cá nhân là cái nơi để bên nhà em kiểm tra các chị nhá. Các chị nhìn rõ cho em này, các tình yêu của em, bộ dài này hôm nay em bán giá 9.000, liệu có chị nào không có tiền mua giá 9.000 cho em không ạ? Thấy em comment không chị ơi? Út Tuyền, em nhìn thấy chị Út Tuyền rồi, em chào chị Út Tuyền đây, em chào các chị luôn, chào tất cả các chị, ai em cũng nhìn thấy các chị. Các chị nghe rõ cho em nha, chia sẻ livestream đủ lên cho em, các chị không chia sẻ lên hội nhóm cũng được, nhưng mà bắt buộc phải chia sẻ lên trang cá nhân. Em nói thật với các chị, em xả hàng bom này cho các chị, em lấy phiếu các chị em giải hàng bom này đi thôi, tháng cô 87 này thôi, chứ còn thật sự ra em trả, em không phải là em mong ước các chị phải chia sẻ tận 40-50 nhóm làm cái gì cả. Bây giờ Facebook nó đang bị ngăn cấm cái vấn đề là chia sẻ livestream với các chị nhá. Các chị chia sẻ quá nhiều nó sẽ chặn Facebook của các chị đấy, không phải riêng mỗi mình nhà em đâu, các chị phải vào săn bom của nhiều nhà vào, tại vì bán hàng online rất nhiều hàng bom luôn. Chứ lên các chị cứ chia sẻ lên cho em trên trang cá nhân này, chia sẻ các hội nhóm cho em này, em cảm ơn các chị. Bộ dài giá 9k, chị nào mà 56-57 cân mặc bao vừa cho em các chị nhá. Bộ dài này em bán giá 9.000, chị nào không có tiền mua 9.000 thì đừng vào comment các chị nhá. Em bán 9.000 thôi các chị ơi, em bán có giá 9.000 thôi, các chị đừng có bom em làm cái gì cả. Em buôn bán em không lãi không lời đâu các chị nhá. Đây các chị nhìn thấy cho em này. Đấy, đây các chị nhìn thấy cho em này. Đấy. 9k luôn. Bộ dài giá 9k. Đây, tiếp theo cho em bóc một đơn hàng này nữa xem nó là những cái gì cho em. Chị Thủy Thủy này, Thu Thủy này, Thu Thủy, chị Thu Thủy, ôi trời ơi. Làm ở Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Gia Lai luôn. Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Gia Lai luôn các chị nhá. Đoàn Nghệ Thuật anh gì ạ? Hàn em. Đây. Đây các chị nhìn rõ cho em này, dã man con ngan luôn nha, em không phải nói sai nhá. Đây ạ. Xem là Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Lai Châu. Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Lai Châu, một người có tiền đây mà đơn hàng có bao nhiêu tiền đâu, có 109.000. Cả cái tiền ship có 109.000 không nhận hàng cho em. Đấy, em bán cái áo này rất chi là rẻ luôn nhưng không nhận hàng của em lên. Các chị nhớ dùm em chia sẻ like lên cho em một lần lên trang cá nhân ạ. 5 lần cho các hội nhóm cho em nhé các chị nhá. Đấy, cứ một lần lên trang cá nhân và 5 lần cho các hội nhóm cho em để hôm nay các chị được mua hàng toàn bộ xả toàn bộ giá 9.000 luôn. Em đang xả với giá 9.000 đấy chị nhá. Chia sẻ đủ lên cho em chưa các tình yêu của em? Đây các chị nhìn thấy không ạ? Bộ dài các chị yêu của em ơi nhá, một cái áo giấy này, chị nào 60 cân mặc bao vừa cái áo giấy này cho em nhá. Áo giấy 60 cân mặc bao vừa, em xả các chị áo giấy này với giá 9.000. Áo giấy dây buộc này với giá 9.000, mặc với quần legging, mặc với quần bò hay mặc với chân váy, bao đẹp bao rẻ cho các chị luôn được chưa? Đấy, chia sẻ cứ đủ lên cho em một lần. Rồi, bắt đầu em ghim các chị nhá. Em sẽ là người ghim các chị luôn được chưa các tình yêu của em? Đây, dã man con ngan luôn nhá, không phải nói sai nhá. Đây ạ. Đây các chị ơi. Đấy, đây ạ. Áo giấy này đang bán 9.000, chị nào có tiền mua 9.000 đúng không ạ? Em ơi chị không có, bộ chị đang cầm bao nhiêu tiền vậy? Bộ chị đang cầm đang bán với giá 9.000. Em yêu nhá, em yêu có muốn mua giá 9.000 không? Đây là hàng bom, chị bán giải vía đi thôi. Chứ còn để mà nói 9.000 này, em đố các chị ra ngoài chợ, các chị cầm được cái 9.000 này ra ngoài chợ mà các chị mua được cái gì nữa cho em nhá. Em nói thẳng các chị luôn, hàng bom bên nhà em không phải giống như các shop khác. Là hàng bom bên nhà em cứ đọc liến thoáng ra, cứ tặng cho người lẻ hay là bán cho người lẻ, mà nhà em sẽ ghim các chị luôn, các chị ok chưa? Ghim bình luận của các chị luôn cho em. Chị nào được trúng mini game bên nhà em sẽ ghim bình luận của chị đấy. Nên những chị nào mà đang ở livestream cho em này thì chia sẻ livestream lên cho em đi. Không phải tẹo nữa, bên nhà em kiểm tra các chị không chia sẻ livestream vào chế độ công khai cho bên em. Phải chia sẻ vào chế độ công khai, không chia sẻ chế độ công khai bên nhà em hủy toàn bộ đơn hàng. Không bán 9.000 cho các chị đâu. Nên là đang trong quá trình em đang dở mẫu ra cho các chị thì các chị hãy chia sẻ mạnh lên cho em đi ạ. 9k lên cho em, các tình yêu của em 9k nha các chị yêu của em. Đây. Đây nữa này các chị ơi, đây em sẽ sạch luôn một đơn hàng to này cho các chị lựa chọn thoải mái luôn nhá.
dã man luôn. Đây, đơn hàng to này là của chị nào đây? Quảng Trị, từ Bắc Linh vào Quảng Trị. Đây các chị ơi, từ Bắc Linh vào Quảng Trị nhá. Cái lên hàng này em mất tận 70.000 luôn. Riêng tiền ship em mất tận 70.000 luôn. Mà chốt cuộc lại là đã bị hoàn hàng về cho em. Cứ một lần lên sang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm cho em các chị nhá. Một lần lên sang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm. Để hôm nay các chị được mua hàng bom giá 9k cho em được chưa? Nào lên lên cho em đi các tình yêu của em. Để em gọi tên mấy cái bà này lên cho em. Đây gì nhở, Nguyễn Ngọc này, Nguyễn Ngọc cho em thôn Quý Đôn, Lào Bảo Hướng Hóa Quảng Trị. Lào Bảo Hướng Hóa Quảng Trị cho em. Đây các chị nhìn rõ cho em nhé. Em rạch luôn ra đây, xong đây tất cả bao nhiêu bộ em xin phép hôm nay em bán toàn bộ cho các chị, giá cùng đấy là 9.000 hết cho em. Một buổi gọi là xả bom lớn nhất của shop Hạnh Nguyễn từ trước đến bây giờ luôn. Đây chẳng nhẽ anh mẹ gọi điện cho để mất ngủ luôn bây giờ đây. Đây dã man luôn đấy, kinh khủng không. Bán hàng với giá gọi là giá gọi là siêu rẻ như này rồi vẫn còn đi bom hàng về được. Đây hôm nay em sẽ cho, đây các chị nhìn rõ cho em này. Đây nhá, ôi các chị ơi, đặt hàng gọi là sang chảnh luôn các chị ạ. À, sang chảnh dã man luôn. Đây các chị nhìn rõ cho em này, nhìn thấy chưa, mã này thì nó mới đi được hàng, không có mã này không đi được hàng cho em nhá. Em không cần các chị phải chia sẻ nhiều cho em nữa làm gì chị Hương Mít ơi, chia sẻ bình thường luôn cho em, cứ chỉ cần chia sẻ 5 lần thôi, đừng ai chia sẻ nhiều làm gì các chị nhá. Không cần các chị phải chia sẻ nhiều đâu ạ, các chị chia sẻ bình thường thôi, em không cần các chị phải chia sẻ nhiều, khổ quá đi mất thôi, không phải nó bị chặn Facebook của các chị đây. Chỉ cần chia sẻ 1-2 là lên trang cá nhân cho các em, chị chỉ cần chia sẻ lên trang cá nhân cho em nhiều. Không cần chia sẻ lên hội nhóm cho em được, chỉ cần chia sẻ lên trang cá nhân cho em là ok thôi. Em không cần các chị phải chia sẻ hội nhóm, chia sẻ nhiều nó bị chặn Facebook của các chị vào đấy. Các chị chỉ cần chia sẻ 1-2 lần là được thôi. Chia sẻ nhiều là Facebook của các chị nó bị chặn đấy, mà một khi bị chặn là các chị chỉ có mốc mồm thôi, không vào được livestream của người ta đâu các chị nhá. Nên chia sẻ ít thôi, đừng chia sẻ nhiều kêu các bà con của em. Chia sẻ lên trang cá nhân cho em, chia sẻ chỉ cần 2 lần cho các hội nhóm này em đã cảm ơn các chị lắm rồi. Đây bộ ô tô, trời ơi một cái bộ y hệt như em đang mặc nhá, bộ ô tô này các tình yêu của em. Bộ ô tô em xin phép mọi người em xả luôn cho mọi người với giá 9.000 nhá. Bộ ô tô này em xin phép mọi người em xả luôn cho mọi người với giá 9.000 này. Bộ ô tô cho em này, đọc đến ai ghi người đấy vào cho em nhá. Đọc đến ai bên nhà em sẽ ghi người đấy vào. Ai chúng mình game bên nhà em sẽ ghi người đấy vào nha các chị nhá. Bộ ô tô cho em này. Bà nào chưa chia sẻ thật nhanh lên cho em. Đây các chị yêu của em ơi. Đây tiếp theo này. Đây các chị ơi. Đây các chị nhìn rõ cho em này. Đây. Các chị ơi, xin thông báo các chị bộ Adidas hồng này, chị nào thích bộ Adidas hồng này comment lại cho em là bộ Adidas hồng 9.000 cho em. Ok, tình yêu đầu tiên cho em này. Hôm nay suýt bị chặn chị Linh Tubi, hôm nay suýt bị chặn. Chị ơi, đừng chia sẻ quá nhiều làm trang các hội nhóm làm gì. Bắt đầu em chốt hàng các chị nhá. Bắt đầu chốt hàng, ai chưa chia sẻ nhanh lên cho em nào. Ai chưa chia sẻ nhanh lên cho em các tình yêu của em nhá. Rồi ok, tình yêu của em đầu tiên này, mua được hàng với giá 9.000 cho em nhá chị nhá. Ok, chị đầu tiên cho em mua được hàng với giá 9.000. Chị gái may mắn đầu tiên lên cho em, chị Trần Hải Yến cho em nhá. Ok, chị Trần Hải Yến này. Ờ, kiểm tra chị Trần Hải Yến đã chia sẻ livestream lên chưa nhở? Em ơi, ra đây ghi luôn chị Trần Hải Yến cho chị nào. Được rồi. Em cứ ghim vào. Ghim rồi. Ghim rồi đây, Trần Hải Yến ở Hạnh Nguyễn Hạnh đây. Em đang ở nick Nguyễn Hạnh. Cái máy này thì thấy rồi. Đây. Nhưng mà ở máy tính lại không thấy. Các chị ơi, em ghim chị Trần Hải Yến rồi đấy, các chị có nhìn thấy chị Trần Hải Yến ở đấy không ạ? Không thấy Trần. Chị Trần Hải Yến lên tiếng cho em với nào. Đây tiếp theo cho em này, lại một cái bộ hồng nữa lên cho em. Chia sẻ đủ lên cho em, một lần lên sang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm các chị nhá. 9.000 một đơn hàng luôn cho em các chị nhá. Em đã ghim các chị đấy vào luôn rồi đấy nhá. 9.000 nào bà nào đã chia sẻ lên cho em rồi là các tình yêu của em. Đây các chị nhìn cho em này, 9k trả với giá 9.000 một bộ này luôn cho em, bộ Adidas hồng. Em xin phép các chị luôn, em trả với giá 9.000 cho em. Comment lại ngay cho em bộ hồng giá 9k và chia sẻ livestream đủ lên cho em. Đủ 5 lần lên cho em các tình yêu của em. Các chị thích chia sẻ vào đâu thì các chị chia sẻ. Cứ miễn đủ 5 lần lên cho em các chị nhá. Thích chia sẻ vào đâu thì chia sẻ, nhưng mà cứ phải đủ 5 lần lên cho em. Đây ok tình yêu rồi. Tình yêu tiếp theo là chị gái nào đây cho em này. Tình yêu tiếp theo là chị gái nào cho em này. Ok tình yêu chưa, bộ Adidas hồng này với giá 9.000 luôn cho em ạ. Adidas hồng với giá 9.000 áp dụng cho những chị chia sẻ livestream đủ 5 lần lên cho em. Chị nào chưa sẻ thật nhanh lên cho em nhé các tình yêu của em nhá. Chưa chia sẻ thật nhanh lên cho em nào. Ok chưa, bộ hồng này là của chị nào đây ạ? Ok tình yêu nào nào, bộ hồng này là của chị nào đây cho em, bộ Adidas hồng với giá là 9.000. Bộ Adidas hồng này đây các tình yêu của em ơi, bộ Adidas hồng luôn cho em. Chất vải gọi là cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Riêng nhà em bán hàng các chị không phải lăn tăn hay suy nghĩ bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Nhà em bán cho các chị nhá, không bao giờ có cái chuyện là bán hàng loại 2 loại 3 có vào trong nhà em luôn. Ok chưa các tình yêu của em? Nào chia sẻ livestream lên cho em chưa nào? Chia sẻ like lên cho em các chị ơi, chia sẻ mạnh nữa lên cho em đi ạ.
Rồi chia sẻ vào trang cá nhân cho em nào, chia sẻ vào các hội nhóm cho em, bộ ai lát hồng nhá, cho nó cho một chị nữa nhá. Ok, cho nó cho một chị nữa cho em này. Ok, tình yêu nào này. Ok chị rồi ok chị thiên sứ cho em này. Ok chị thiên sứ này. Ok tình yêu thiên sứ cho em này. A Di Đà Hồng 9.000 cho em đã ghim các chị vào luôn rồi nhá các chị nhá. Ghim luôn vào cho nó một cái nhìn khách quan nhất các tình yêu của em nhá. Ghim luôn cho một cái nhìn khách quan nhất cho em. Chị thiên sứ vào inbox địa chỉ giúp bên em lên các chị nhá. Phải vào inbox địa chỉ giúp bên em lên. Ok chị thiên sứ cho em các tình yêu của em nhá. Bắt đầu này cái bộ siêu phẩm này các tình yêu của em. Nào chia sẻ mạnh nữa lên cho em chưa nào các tình yêu của em. Bộ dài này nhá, em sẽ tầm độ khoảng 10 phút nữa em bắt đầu xả tiếp hàng 9.000 cho các chị. Bây giờ là em xin phép mọi người em chuyển sang bán hàng một chút. Bộ dài này vẫn còn cho các tình yêu của em. Bộ dài vẫn còn không? Đây, đây, các chị nhá. Đây các chị nhìn thấy này. Đây, đây đây các chị nhìn thấy cho em này. Bộ dài này vẫn còn. Đấy, các chị ơi bộ dài bên nhà em ghim chị thiên sứ rồi đấy chị không, các chị không nhìn thấy ghim à? Không, chả sao lại không nhìn thấy ghim nhỉ? Hay là chia, hay là nó bị nhỉ? Bên nhà em ghim chị thiên sứ có đang ở đây không ạ? Ok chị thiên sứ nào đang ở đây thì lên tiếng cho em nào. Không là các chị đấy nào lên tiếng lên cho em lên ạ. Có được xem trước chị ơi. Đây bộ này với giá 9.000 áp dụng cho các chị sẽ live stream. Hôm nay em xin phép mọi người em chuyển sang bán hàng một chút tầm độ khoảng 30 phút nữa. Chị nào đang theo dõi live stream của em thì hãy theo dõi live stream của em nhé các chị nhá. Còn bây giờ em xin phép mọi người em chuyển sang bán hàng một chút. Tại vì rất nhiều chị đang hỏi sang đến cái bộ của em đang mặc rồi các chị nhá. Rất nhiều chị đang hỏi sang đến cái bộ của em đang mặc rồi. Hàng bom vẫn còn ở đây cho các chị luôn. Hàng bom vẫn còn ở đây cho các chị luôn nhá. Bắt đầu bộ em đang mặc hôm nay em bán đại giá cho chị luôn. 89.000 một bộ cho em nhá. Bộ em đang mặc các chị hãy comment lại nghe cho em. Chim trắng cho em các tình yêu của em. 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Đặt hàng comment lại nghe cho em. Chim trắng giá 89.000 cho em. Đấy, chim trắng giá 89.000 cho em các chị nhá. Chim trắng giá 89.000 cho em. Các chị nào đặt bộ chim trắng comment lại chim trắng cho em này. Cái bộ em đang mặc từ 40 cân đến 60 cân cho em. Từ 40 cân đến 60 cân cho em nên các tình yêu của em nó siêu đẹp luôn các chị luôn. 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Đặt hàng comment lại bộ chim trắng cho em, hai là chim đen. Bộ của em mặc có hai màu chim trắng và chim đen luôn cho em các chị nhá. 89k một bộ cho em các tình yêu của em nhá. Đây các chị đặt hàng comment lại nhanh nào để em còn chốt hàng các chị nào. 89.000 cho em ạ. Bộ này chim trắng và chim đen cho em 89k các chị nhá. 89k một bộ. Từ 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân luôn cho em. Đấy 60 cân em bao vừa luôn nào. Đặt hàng comment lại nhanh lên nào. Ok tình yêu của em nào. Bộ chim trắng và chim đen 89.000 một bộ comment nào em cái. Comment rồi. Đây ạ, 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Một bộ là 89.000 từ 40 cân đến 60 cân cho em. Các chị đặt bộ hàng. Bộ là canh 89.000 nhá các chị nhá. Chị nào đặt bộ canh mặc comment này là canh mặc lên cho em nhá các chị nhá. Ai đặt bộ canh mặc thì comment này là bộ canh mặc lên cho em 89.000 một bộ các chị nhá. 89.000 một bộ, em xin phép mọi người em chuyển sang bán hàng một chút rồi chị ơi. Em chuyển sang bán hàng một chút rồi cho em ạ. Ship đồng giá là 30.000 có cả chim đen và chim trắng luôn. Ai đặt bộ chim trắng thì comment lại chim trắng. Ok chị ok tình yêu này, bộ canh mặc cũng 89.000. Ok chị Trần Hải cho em này. Các chị đặt hàng nhớ dùng em nhá. Đặt hàng comment lại chim trắng, canh mặc và chim đen cho em các chị nhá. Chim trắng, kim đen và canh mặc cho em. Ok tình yêu đầu tiên cho em này các chị nhá. Okay, chị đây đây các chị nghe rõ cho em này, 89.000 một bộ các chị nhá. Chim trắng, chim đen từ 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. Đấy ok chị Mỹ Châu một bộ chim màu đen. Ok tình yêu này. Các chị đặt hàng phải đúng cho em. Ok chị Trang Lê một bộ mala canh đang mặc. Ok chị Trang Lê một bộ canh đang mặc cho em. Ok chị Thảo Thu Trần một bộ chim đen. Ok tình yêu 40 60 cân bao vừa cho chị luôn. 89.000 một bộ cho em. Ok chị Bảo Chân chim trắng 89.000, chim trắng chim đen. Ok chị Hạnh Phan cho em một bộ chim đen các tình yêu của em nhá. 54 cân bao vừa cho chị luôn chị ơi. 89.000 một bộ nhá. Hai bộ cũng vẫn như vậy thôi chị ơi. Đấy các chị nghe rõ cho em này. Ok chị Hương. Ok chị Huy Hương này một bộ chim đen này các chị nhá. 89.000. Ok chị Duy Văn Nguyễn này 89k này. Ok tất cả các chị luôn đặt hàng comment này. Ok chị Tuyết Trần Thị này một bộ chim đen này. Ok chị Tùng Lê Trung Trung này một bộ canh mặc và bộ chim đen này. Ok tình yêu 89.000 một bộ lên cho em và các chị yêu của em nhá. Đấy nhanh lên cho em này, 89k cho em. Đặt hàng comment này ngay cho em bộ mẫu mặc và bộ canh mặc lên cho em nhá. Bộ mẫu mặc có chim trắng và chim đen, các chị đặt phải comment này chim trắng hoặc là chim đen em cho em. Chị Lê Đạt bổ sung số điện thoại lên cho em nào. Chị nào nhớ đặt hàng phải comment này ngay cho em nhé các chị nhá. Đặt hàng comment này ngay lên giúp em các chị nhá. Đặt hàng comment lại ngay lên giúp em. Đấy các chị nhá. Chi Cherry Nguyễn ơi, nhà em đang bán hàng rồi chị ơi, dừng comment 9.000 không em chặn Facebook của chị ngay lập tức rồi nhá. Đấy, các chị nghe rõ cho em này. Chim trắng này.
Sang lên bổ sung số điện thoại Hòa An một bộ chim trắng ok tình yêu của em. Chim trắng chim đen cho em ok chị Vân Thúy Beautiful một bộ canh đang mặc. Canh đang mặc cho em 89.000 một bộ các chị nhá. Em chuyển sang bán hàng rồi. Ok chị Nhật Sang Hạ một bộ chim trắng này. Chị Vân Vũ một bộ canh mặc này ok tình yêu cho em. 60 cân mặc thoải mái luôn cho em nhé chị nhá. 60 cân mặc thoải mái ok chị Nguyễn Thị Ánh Diệp cho em nhé chị nhá. Nguyễn Thị Ánh Diệp luôn cho em các tình yêu 60 cân mặc ba vừa luôn cho em. Từ 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân. 63 cân cao 1m63 vẫn mặc ok luôn cho em nhá. Các chị đặt hàng có ok chị Vũ Hồng cho em này, ok chị Phượng ớt cho em này. Ok chị Thạch Trấn Anh này một bộ chim đen và bộ chim trắng này ok tình yêu này. Ok chị Nguyễn Nga một bộ canh mặc này, chị Vũ Thị Trang một bộ chim trắng này có chim trắng và chim đen và canh mặc nhá. Chị Thủy Nguyễn bổ sung số điện thoại này. Ok Trang Lê này, ok chị Bảo Trân này các tình yêu 89.000 bộ cho em. Chị Loan Bích bổ sung số điện thoại lên cho em nào. Em ở Bắc Linh nhá. Em ở Bắc Linh luôn cho em các chị nhá. 89.000 một bộ cho em, từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa cho các chị luôn nhá. 40 cân đến 60 cân cho em để em một đổi mẫu là các chị ơi, nhanh lên cho em đổi mẫu nhá. Ok chị Thoa Hồ cho em một bộ chim đen. Ok chị Ngọc Lan một bộ chim đen cho em. 89.000 một bộ cho em các chị nhá. 89k một bộ. Ok chưa các tình yêu của em, 89k một bộ cho em ạ. Các chị đặt hàng nhớ giúp em chim trắng chim đen. Ok chị Hồ Hứa Huyên Trinh này các tình yêu của em. Ok chị Mai Nguyễn cho em này. Chim trắng này em đang mặc này, chim đen này em đang cầm trên tay và bộ canh đang mặc từ 40 cân đến 60 cân. Canh đang mặc cho em là mã tháp bướm lên nha các chị nhá. Canh đang mặc là hình tháp bướm cho em. Canh đang mặc là hình tháp bướm nha các chị nhá. Ok chị Loan Bích một bộ chim đen này. Chị Dũng Tầm cỡ TB này. Ok chị một bộ chim đen cho em này. Nhanh lên cho em này, em đổi mẫu là các chị ơi. Nhanh lên em đổi mẫu cho em nhá. Nếu em mua 5 bộ thì chị ơi, mua 5 bộ của nhà em thật sự là giá nhà em vẫn như vậy thôi nhà em, không đổi giá nhá, tại giá nhà em bán quá rẻ cho các chị rồi. Hàng này em không có hàng mà để bán luôn. Chất tun lạnh hàng Quảng Châu nhà em đã nhập từ hàng Quảng Châu về cho các chị luôn rồi. Đấy các chị nhớ không? Hàng Quảng Châu của bên nhà em về luôn rồi nha các chị nhá. Hàng Quảng Châu về luôn rồi nên là không thể nào bớt giá được nha các chị nhá. Không tính đến tiền Việt Nam cho em, hàng Việt Nam nó hàng nhà em không tính nha các chị nhá. Bộ chim trắng và chim đen lên cho em với giá là 89.000 một bộ nhá. Các chị đặt comment bổ sung số điện thoại cho em nhé. Không có số điện thoại bên nhà em không bán hàng đâu. Ok chị Lương Hoàng cho em này hai bộ chim đen ok tình yêu. Chị 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. 40 cân đến 60 cân. Bộ em đang mặc còn rất nhiều chị ơi. Còn cực kỳ nhau luôn, chỉ sợ các chị không lấy được hàng. Ok chị Huỳnh Trang này. Ok Loan Bích có đơn rồi chị ơi, vải rẻ và đẹp lắm, chất mặc lại ok. Ok cảm ơn Trang Lê nha các tình yêu của em. Ok chị Nguyễn Vinh cho em này một bộ chim đen này các chị nhá. Bộ đang mặc thì comment lại. Ok chị Hiền Mon cho em một bộ tháp bướm này. Đấy các chị đặt hàng comment lại chim trắng, chim đen và tháp bướm lên cho em. Em mua buôn mà hỏi hồ để xung. Ok chị Trang Huỳnh Trang một bộ chim đen. Ok chị Trang Phạm cho em này. Cho chị một cái áo. Chị ơi nó là một bộ cho em đấy chị Lương Hoàng nha. Chị Lương Hoàng ơi nó là một bộ cho em này. Từ 40 cân đến 60 cân cho em. Ok chị Nguyễn Hồng cho em một bộ tháp bướm và một bộ chim trắng. Ok chị Sang Lê Ngọc cho em hai bộ. Ok chị Trang Huỳnh Trang bộ chim đen cho em chuyển mẫu nha. Nhanh lên để em còn chuyển mẫu nào. Bộ chim trắng này, tháp bướm cho em nhanh lên cho em. Phượng ớt một bộ tháp bướm nào. Ok tình yêu là nhanh lên cho em. Ai đặt bộ tháp bướm comment này nhanh lên cho em mà tháp bướm nha các chị nhá. Tháp bướm lên cho em các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân cho em hàng Quảng Châu chuẩn đét 100% cho các chị luôn được chưa các chị. 40 cân đến 60 cân tháp bướm nào. Bà nào đặt nhanh tay thì còn hàng tháp bướm này cực kỳ đẹp luôn các chị luôn nhá. Đấy các chị nhá, hình tháp bướm lên cho em. Tháp bướm mà kèm theo số điện thoại cho em nha các chị nhá. Tháp bướm kèm số điện thoại lên cho em. Đấy 89.000 một bộ nhá. 57 cân mặc bao vừa luôn chị Giam Nam Gia Huy ơi, 60 cân mà co giãn 4 chiều nhá. Đấy. Ok chị Nguyễn Hoài Ngọc cho em này. Chị Lương Hoàng bổ sung cho em số điện thoại nào chị ơi. Chị Thanh Tâm ơi có số điện thoại lên cho em nào. Chị Phạm Khánh một bộ chim đen ok tình yêu, tháp bướm mà kèm theo số điện thoại nhanh em còn đổi mẫu nào các chị ơi. Chị Hồng Nguyễn ơi các chị để hàng, các chị đặt hàng các chị toàn không để lại số điện thoại thì nhà em không bán hàng đâu các chị ơi. Đặt hàng phải bổ sung số điện thoại lên cho em chứ ạ. Các chị nhân đặt hàng không có số điện thoại là bên nhà em không bán hàng các chị nhá. Đấy comment lại ngay cho em này, tháp bướm cho em. Mình đặt bộ tháp bướm. Chị Vân Thúy Beauty ơi bổ sung số điện thoại nào. Ok chị Cẩm Tu Tu một bộ chim đen một bộ tháp bướm này, Cẩm Tu Tu cho em này. Mai Nguyễn này cho chị hai bộ. Chị ơi không có số điện thoại à chị Mai Nguyễn ơi. Ok chị Phương Thảo một bộ tháp bướm này. Nhanh lên cho em các tình yêu của em. Tháp bướm mà kèm theo số điện thoại. Nhanh lên cho em để em còn qua mẫu khác nào các chị nhá. 40 cân đến 60 cân một bộ nha các chị nhá. À chị cho trước rồi. Ok chị yêu của em. Ok chị ok chị Hiệp Bùi này. Ok chị này. Ok chị Mickey Điệp này bộ mặc và bộ tháp bướm này ok tình yêu. Nhanh lên cho em ạ. Tháp bướm này em đổi mẫu nào các chị ơi. Nhanh lên cho em nào. Tháp bướm lên cho em nhé, đổi mẫu nhá. Đổi mẫu tại vì nhiều chị đang hỏi sang bộ khác quá rồi, đổi mẫu đi cho em. Các chị đặt hàng comment lại nghe cho em là bộ mẫu mặc là bộ chim trắng này,
Chị nào đặt chim đen thì comment lại chim đen. Chị nào đặt bộ canh mặc thì comment lại là canh mặc cho em. Canh mặc là bộ tháp bướm nha các chị nhá. Canh mặc là bộ tháp bướm cho em. Ok chị Vân Vân Thúy Beauty này. Ok chị Trung Dung này. Ok chị Phương Thảo này. Ok chị Vân 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 Vũ này. Ok chị Nguyễn Hằng này. Nguyễn Hằng bổ sung số điện thoại nào. Chị Đỗ Bích Thuận này. Ok chị Đỗ Bích Thuận cho em này các chị nhá. Ok chị Hoàng Yến cho em này. Chị Mạnh Bùi bổ sung số điện thoại. Chị Tờ Lê Ngọc bổ. Ok chị Tờ Lê Ngọc bộ tháp bướm cho em. Có bộ đồ lửng 75 cân mặc không, 75 cân không mặc đâu ạ. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại. Hỏi hỏi cái gì đấy em yêu. Đây bổ sung cho em lên nha các chị nhá. Các chị đặt hàng phải comment lại cho em chị nào có đơn rồi ghi là dồn cho em lên nha các chị nhá. 89.000 một bộ. Hả? 89.000 một bộ cho em. Ok chị Mai Mai. Ok chị Mai Nguyễn này, ok chị Nguyễn Hằng cho em này. Ok chị Hòa An, ok chị Phương Trần cho em. 70 cân không mặc đâu chị ơi. Sao hàng của chị em vẫn chưa gửi thế? Chị L Y Ngọc gửi rồi mà chị L Y Ngọc ơi. Nghe em gửi hàng chị rồi ạ. Ok chị Hương Thị chị cho em này một bộ chim đen này. Ok chị Hải Băng một bộ tháp bướm này các chị nhá. Chim trắng, chim đen và tháp bướm lên cho em ạ. Ok chị Hồng Nguyễn này một bộ chim trắng này. Ok chị Tuấn Dương một bộ chim trắng này. Ok chị Nguyễn Thị Thúy cho em này. Các chị đặt hàng qua mẫu để em một qua mẫu nào các chị ơi. Chim trắng, chim đen và tháp bướm nào các tình yêu của em. Chim trắng, chim đen và tháp bướm lên cho em. Bổ sung số điện thoại 50 cân mặc đẹp luôn chị ơi. Em 53 cân này này. 60 cân là bao vừa nhà em bán cái bộ này rất nhiều rồi các chị yên tâm đi ạ. Tại vì nó là hàng Quảng Châu, chất của nó co giãn rất chi là mạnh luôn. Nên các chị yên tâm và các chị mặc thoải mái lên coi em, các chị không phải lo cái vấn đề là các chị có mặc vừa hay không nữa các chị nhá. Nhanh lên cho em mà các chị yêu của em này. Đấy. Ok trang em này. Đây, tháp bướm cho em này. Ok chị Xuân Bẩm cho em một bộ tháp bướm với bộ của chị đang mặc 54 cân mặc ba vừa luôn. Tháp bướm chim trắng và chim đen này em còn đổi mẫu nha các chị nhá. Nhanh lên cho em. Có bộ dài nha các chị nhá. Đấy, đây ạ. Tháp bướm này. Chim trắng này, chim đen cho em này, 89.000 nhá, cứ 89.000 một bộ lên cho em các chị nhá. Bộ chị đang mặc size bao nhiêu chị ơi? Nhà em làm gì có size, nhà em nó là một size mà chị ơi. Mãi này, mãi này. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu cho các chị nhá. Qua mẫu nhá. Gửi hàng thì chiều nay với nhà em sẽ gửi luôn cho các chị nhá. Không, bộ mũ này nhá. Mũ này đây. Bộ cực kỳ là đẹp nhá. Siêu phẩm nha em đây ạ. Siêu phẩm mã 04 cho em các chị nhá. Để dành bây giờ mới ra đến nơi đây ạ. Để dành nhưng mà chỉ còn cửa này thôi, không còn nhiều đâu. Bộ này nha em chỉ còn độ tầm chục bộ, 20 bộ thôi. Chưa 04. Đến chục bộ thôi. Ok chị Nguyễn Ngọc Phương này, 04 lên cho em ạ. À. Ai đặt nhanh tay thì còn hàng. 04 nhá. Vương miện và lâu đài cực kỳ là đẹp luôn. Chị Nguyễn Nam dồn đơn thêm một bộ tháp bướm, chị nào đặt cho em xin địa chỉ luôn trên livestream của em rồi nhá các chị nhá. Cho em xin địa chỉ lên cho live stream ạ. 63 cân chị phải có chiều cao, chị mặc được 63 cân không có chiều cao là không mặc được đâu. Đấy, comment lại nghe cho em 04. Các chị nhá, 04 lên cho em, các chị đặt hàng có mã kèm số điện thoại cho em. Ok chị Mạnh Bùi một bộ tháp bướm cho em này. Đấy. Không 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 bán đâu chị Vượng ơi, không bán quần bò đâu nha chị nhá. 04 cho em, chị nào chưa có đơn, chị nào có đơn rồi phải ghi là dồn, còn chị nào chưa có đơn rồi thì phải cho em số điện thoại. 04 một chị ok thì nhiêu 04 cho em này. 04 và kèm theo số điện thoại cho em nhé chị nhá. 04 và kèm theo số điện thoại nào. Ok tình yêu, ok Nguyễn Thị Thu Hiền cho em này. Chị Lưu Trần ơi không có số điện thoại nhà em không dồn đơn đâu ạ. Ok chị Trung Lê một bộ 04 dồn này các chị nhá. Đặt hàng phải có mã và số điện thoại. Ok chị Ngọc Anh cho em này. Ngọc Anh một bộ mã 04 này các chị nhá. 04 ạ. Các chị đặt nhanh lên ạ, không là sẽ không còn hàng đâu. Cứ từ 40 cân đến 60 cân cho em nhé các chị nhá. Thoa Vũ cho chị bộ chim trắng nha. Ok chị Thoa Vũ cho em ship đồng giá là 30.000 mua đến 4 bộ là bộ. Toàn bộ đều đùi hết chị ơi, toàn bộ đều đùi nha chị nhá. Ship đồng giá từ 25 đến 30.000. Tuấn Dương chim trắng. Ok chị Tuấn Dương cho em ạ. Ok tình yêu của em 04 và kèm theo số điện thoại. 04 này không có nhiều đâu các chị nhá. Nhanh tay lên thì còn hàng mà chậm tay sẽ lấy hết hàng luôn cho em. Có 89.000 một bộ thôi. Bộ đẹp như này tội gì mình không mua về mặc đúng không? Chị nào có đơn rồi ghi là dồn cho em, còn chị nào chưa có đơn rồi không ghi là dồn nha các chị nhá. Các chị nhá. Sao bạn không nói mình vậy? Ok chị tiếng Hàn em không biết đọc. Chị tiếng Hàn làm sao em biết đọc của chị ạ? Ok chị Xuân Phạm này. Ok Xuân Phạm này. Ok chị Nguyễn Thị Ánh Diệp cho em này, chị nào có đơn rồi. Ok chị Viên Thúy Beauty này. Ok tình yêu. Ok chị Viên Thúy Beauty có đơn rồi các chị ơi. 04 lên cho em và kèm theo số điện thoại cho em. 04 và kèm theo số điện thoại các chị nhá. 04 và kèm theo số điện thoại, không bán quần dài chị ơi. Hôm nay không lên được quần dài nhá chị nhá. Hôm nay bên nhà em không lên quần dài đâu ạ. Nhà em nay chỉ bán bộ đùi thôi chị nhá. Bộ dài bên nhà em chưa bán đâu. Những chị nào mà muốn mua bộ dài thì vui vui lòng là mọi người vào trang cá nhân của em thì có bộ dài nhá các chị nhá. Ok chị Phương Hà bổ sung số điện thoại cho em nào. 04 một bộ nhá. 04 còn đơn có chị Beauty vừa. Nguyễn Thị Ngọc Phương 04 này. Chị Thoa Hồ không có số điện thoại à? Chị Thoa Hồ ơi, không có số điện thoại là không soạn đâu. Nguyễn Ngọc Phương cho em ạ. Tớ một bộ nhà. Ok chị tiếng Hàn cho em. Chị Mai Thúy một bộ này. Ok tình yêu này. 04 và kèm theo số điện thoại cho em. 04 cho em nhá. Vân Vũ có 04 rồi chị ơi. 04 chị Lan Bích có đơn rồi này. Ok tình yêu 89.000 một bộ cho em. Mã 04 và kèm theo số điện thoại cho em. Nhanh tay thì còn hàng, chậm tay sẽ hết hàng cho em. Chị nào lấy mã 04 comment này là 04 cho em đổi mẫu nha các chị nhá. 04 đổi mẫu luôn cho em này. Đấy, tiếp theo cho em một siêu phẩm này.
không ai cho em hình khối các chị ơi, mã không ai hình khối cho em, không có miễn ship nhé chị nhá. Bán giá này rồi làm sao miễn ship được hả chị ơi? Các chị mua đến 5-7 bộ em không bao giờ miễn ship được cho các chị đâu. Bán với cái giá 89.000 một bộ nó là rẻ lắm rồi. Mã không ai và kèm theo số điện thoại cho em. Không ai, ok chị Trương Phương Thúy, một bộ mã 04 này không ai cho em. Ai nhanh tay thì đặt nhanh, không ai cho em. Không ai là đồng vàng đấy các chị nhá. Không ai và kèm theo số điện thoại cho em. Ok chị Nguyễn Kim Phượng này, một bộ chim trắng, một bộ tháp, một mã 04, ok chị yêu. Không ai, không ai cho em ạ. 60 cân trở xuống chị ơi. 40 cân đến 60 cân cho em, không ai. Đấy. Không ai lên cho em nhé, các okay. Chị đặt hàng nhớ giúp em mã không ai cả một bộ. Ok chị Đào Thị Tuyến mã 04 này. Không ai cho em ạ. Chị nào đặt không ai comment này là không ai. Mã này cho em là mã 80 các chị nhá. Không ai là màu vàng, mã 80 là màu trắng. Không ai và mã 80 cho em ạ. Không ai và bộ đang mặc còn rất nhiều chị ơi. Ok chị Hoàng Yến ạ. Đây ạ. Mã không ai và kèm theo số điện thoại. Cả một bộ nha chị nhá, mã không ai cho em ạ. Không ai kèm số điện thoại cho em. Không okay, ai đọc vàng. Lưu Trần này. Ok chị 89.000 một bộ cho em. Không ai nhá, nhanh tay thì còn hàng mã này nào. Không ai đồng vàng cho em ạ. 89.000 một bộ lên cho em ạ. Mã không ai nha các chị nhá. Trương Phương Thúy một mã không ai, nhanh tay lên còn hàng, chậm tay sẽ không còn hàng đâu các chị ạ. Không ai và kèm theo số điện thoại. Ok chị yêu Nguyễn Thị Ánh Diệp ạ. Chị nào chiều bận thì cho em xin địa chỉ luôn nhá. Chị nào mà chiều bận hay là phải đi làm công ty cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. 40 cân đến 60 cân cho em. Ai đặt không ai comment lại nhanh lên ạ. Mã này cho em nhá. Không ai là màu vàng cho em, hình đồng vàng mã không ai cho em. Em ở Bắc Linh ship bao nhiêu ạ? Ship đồng giá là 20.000 nha bạn nhá. Ship ở tỉnh là 20.000, ship ở ngoài tỉnh là 30.000 cho em ạ. Không ai và kèm theo số điện thoại này, ai đặt mã này comment này là không ai cho em. Không ai nhanh tay thì còn hàng, chậm tay sẽ không còn hàng cái mã không ai đâu. Các bạn đừng có tiếc. Thì em nói thật với các chị luôn, đừng có tiếc mấy chục nghìn làm cái gì cả. Đẹp là mình cứ phải quất luôn cho em, được chưa? Đấy, không ai. Mã 80 cho em là màu trắng ạ. 80 là màu trắng cho em. Ok chị Xuân Phan ba bộ này, 80 là màu trắng. Đặt comment lại nhanh cho em, mã 80 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã 80 và kèm theo số điện thoại, 89 nhiều bộ cho em. Ok chị Nguyễn Hằng, chị ơi đặt hàng thì chị đổi cái gì chị phải đổi có mã cho em nhá. Nhà em không đặt hàng mồm đâu chị ơi. Đổi có mã luôn nào. Không ai cho em và 80. Mã này là mã 80 cho em nha các chị nhá. Chị nào đặt mã 80 comment lại là mã 80 và kèm theo số điện thoại. Ok chị Bùi Hợp cho em, ok chị Hân Ninh cho em. À, hôm qua mình mua hai bộ, hôm nay gửi luôn cho mình một bộ nha. Ô chị tiếng Hàn, chị tên là gì chị nhỉ? Chị tiếng Hàn hôm qua cũng đặt đấy. Ừ nhưng mà chị tên là gì? Hôm qua Lý gọi. Lý ơi. Em gọi luôn cho chị tiếng Hàn đi xem nào. Chị ơi chị tiếng Hàn đấy, chị tên là gì để cho nhân viên gọi điện luôn, dồn đơn là phải gọi luôn, không làm nhà em chuyển sang thành ai luôn. Ok chị Ngô Thị Thủy cho mình ba bộ này, bộ chim trắng, chị Thanh Tâm bổ sung số điện thoại nào. Các chị ơi đặt hàng phải có mã cho em nhá, đặt hàng phải có mã lên cho em. Các chị tất cả các chị đặt hàng phải có mã lên cho em, không có mã là bên nhà em không soạn hàng các chị đâu. Đấy, bộ đồng hồ luôn okay, cho em. Ok chị Nguyễn Hằng nhá, đổi cho chị sang 80 này. Đồng hồ là mã bao nhiêu? 102. 102 cho em bộ đồng hồ. 102 đồng hồ nhanh lên cho em ạ. Mặc thoải mái lắm, thích lắm. Đúng rồi đấy, Chu Bi Nguyễn ạ. Các chị cứ xem mình tên Hoài, ai chị lấy tên là Hoài đấy. Ok chị Xuân Phạm, chị có đơn rồi. Đồng hồ mã 102. Còn đồng bộ chim trắng chị ơi. Đồng hồ mã 102 cho em ạ. Bộ đang mặc còn rất nhiều nữa các chị nhá. Các chị, đấy, các chị cứ xem những khách hàng đã mua hàng bên nhà em rồi, họ comment như nào các chị đã tin tưởng cho bên nhà em chưa. 102, còn rất ít rồi các tình yêu của em. Đang mặc với lại canh mặc, các chị cứ comment là canh mặc hoặc là mẫu mặc là được nhé các chị nhá. Hết chỗ là lúc nào cũng vào chỗ này thế trầm, à thế châm. Hết chỗ vào nhé, không hạ vào. 102 cho em ạ, 89.000 một bộ. Nhanh tay chỉ còn tuần này để bán cho các chị thôi. Còn lại bên nhà em sẽ phải chia cho xỉ nha các chị nhá. Nên là các chị nào lẻ thì phải nhanh tay lên. Bộ đồng hồ này cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. 102, Mai Lan một bộ mã 102 nào. 102 cho em nào, các tình yêu của em. 89.000 một bộ này. Bộ bạn đang mặc có, chị ơi cứ từ 40 cân đến 60 cân cho em. 102 cho em ạ. 102, 40 cân đến 60 cân cho em. Bao vừa bao đẹp cho các chị luôn. Hàng Quảng Châu nhà em nó là hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Nhà em nó là hàng Quảng Châu nên đừng ai so sánh bên hàng nhà em với các hàng khác nha các chị nhá. Đấy, 102 và kèm theo số điện thoại. Cho mình một bộ chim trắng 47 cân. Ok chị yêu Trịnh Kiều Kiều cho em này. 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Đồng hồ, ok chị Trương Phương Thúy này. 102 này. Ok chị Hồng Đặng một bộ mẫu mặc này. Chị Trung Mạnh Nguyễn này bổ sung số điện thoại cho em này. Trung Mạnh Nguyễn ơi bổ sung số điện thoại và địa chỉ luôn cho em nhá chị Trung Mạnh Nguyễn nhá. 102 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã đồng hồ này không có mà để bán đâu các chị ơi. Hôm nay em chỉ mang ra tuần này em bán cho các chị thôi. Bộ đang mặc 40 cân đến 60 cân chị ơi. 102.
102 và kèm theo số điện thoại lên giúp em các chị ơi, 102 và kèm theo số điện thoại lên cho em nhá, mã đồng hồ. Ok chị Viên Thúy lên cho em ở bộ đồng hồ. Ok chị Vân Thúy đã chơi, chị Vân Thúy Beauty lại. Ok tình yêu, các chị đặt hàng bổ sung cho em xin địa chỉ luôn đi các tình yêu của em. 102 cho em. Bộ 9K hả? Số của chị ơi 89.000 chị ơi. Bộ đồng hồ luôn cho em. Ok chị Trung Mạnh này, một bộ mẫu mặc cho em này. 89.000 một bộ cho em. Mã đồng hồ là 102 các chị ơi. Đồng hồ là 102 cho em nhá. Nhanh lên chị còn hàng mà chậm tay sẽ không còn hàng. Mã 102 này đâu các chị ạ. 102 quá đẹp. Ok chị Nguyễn Trang một bộ mẫu đang mặc này. 102 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Nguyễn Ngọc Phương thêm một bộ mã 102. Chị không nào là 65 cân đâu chị ơi. Hôm qua chị kia bảo 70 cân chị mặc cái này. Thôi nhưng không chốt đâu. Có chị nặng hơn mặc vừa nhưng mà nhà em không chốt đến cái cân nặng đấy đâu. Dạ nhà em chỉ cho đến 60 cân thôi nha các chị nhá. Chị nào thích quá thì mua thôi, không quay quạt chị lên cho em mát một tí. Cho ok chị Vi Loan ạ, một bộ em đang mặc ạ. 102 cho em nào, nhanh lên các tình yêu của em. Em nhận được đồ a à, chị nhận được hàng rồi nhá, đẹp lắm nhưng nhầm của chị một bộ chị lấy Adidas đỏ lại gửi cho chị một bộ hoa đỏ a à, thế à chị yêu em xin lỗi chị yêu nhá. Ok chị An Hà hứa. Ok chị, ok chị sống thương 102 dồn đơn này. Chị Long Tuyết ơi ủng hộ em nữa đi nào. Chị em mình mà ủng hộ em nữa đi. Mã 102 cho em ạ. 102 chỉ còn vài bộ thôi các tình yêu của em, bổ sung cho em xin địa chỉ luôn đi các chị ơi. An Hà hứa này. Ok chị này, chị sống thương 102 dồn đơn này. Không nên bộ dài à, em không nên được bộ dài đâu chị ơi. Hôm nay nhà em phu đơn rồi, em cực kỳ nhiều đơn rồi các chị ạ. Nên là nhà em đã phải lên livestream để bán các chị rồi. Hello chị yêu, cảm ơn Hoàng Quyên, chào Hoàng Quyên. Đấy, đây ạ, 102 và kèm theo số điện thoại cho em nha. 102 và kèm số điện thoại lên cho em ạ. Cho chị địa chỉ cửa hàng nhà em. Chị ơi nhà em có cửa hàng đâu mà chị vào nhà em ạ. Nhà em không bán ở cửa hàng, chị ơi, nhà em chỉ bán trên livestream thôi, nhà em không bán ở cửa hàng chị nhá. Đấy, mã 102 và kèm theo số điện thoại này. Đổi mẫu nhá. Ôi giời 102 này đẹp long lanh luôn mà các chị. Các chị ơi 102 này đẹp lắm các chị đừng bỏ qua. Mã đồng hồ này này các chị thấy không ạ? Đấy. Ok chị Nguyễn Tim cho em này, cho em xem áo van đằng sau chị ơi, chưa không cho xem được áo van đâu chị ơi. Ok chị Mai Lan này, 70 cân không mà vừa đâu chị ơi. Đây chị nào đặt 102 nữa không chị để em một con. Chị nào chiều bận mà không nghe máy được thì bổ sung cho em địa chỉ luôn nhé. Chị ơi 102 mà, sẵn 103, 102 cho em ạ. Ok Nguyễn Thị Ánh Diệp này. Ô tháp bướm đẹp em ạ. Tháp bướm đẹp mà em nên lấy đi mà mặc. Em nên lấy đi tại vì rằng em đừng nên đổi nhá. Không có sơ mi đâu Hận Linh ơi. Ok chị Hương Nguyễn cho em này. Ok chị Hương Nguyễn này. Ok chị Thu Hiền này. Chị Hiền em cảm ơn chị Hiền ạ. Đấy 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã nó là một bộ nha chị nhá. Một bộ luôn cho em ạ. Một bộ chị ơi. Một bộ luôn cho em. 102 và kèm theo số điện thoại luôn cho em. Ok chị Anna hứa cho em này. Cho tôi mua một bộ chị Tuyến Mùi ơi, chị comment này 102 và kèm theo số điện thoại lên cho em nào. Thấy Mộng Phúc nhá. Đây à, còn ai đặt mã này không để em qua mẫu nào, đứng mã này hơi lâu rồi đấy ạ. Chị nào chưa không nghe điện được thì cho em bổ sung cho em địa chỉ luôn nhá. Ok chị Bùi Hợp này. Bùi Hợp có đơn 102 chưa? Bao nhiêu tiền một Bùi Hợp 102 này. Chị Bùi Hợp cho em xin địa chỉ luôn đi chị Bùi Hợp ơi. Một bộ là 89.000 ạ. 102 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Qua mẫu nhở. Em có bán áo không? Em bán một bộ mà chị ơi, em có bán áo đâu. Quần của nó cũng như vậy thôi chị ơi. Mẫu nào cũng đẹp mà em ạ. Thật sự là mẫu nào cũng đẹp luôn. Mà nhà chị bán giá này cực kỳ rẻ rồi. Mọi người mua đến 2 đến 3 bộ mặc cho đỡ tiền ship. Mua một bộ mặc nó tốn tiền ship quá. Ok chị Thanh Thái cho em này. 102 này. Trung Mạnh Nguyễn có đơn rồi đây. 102 đây chị ơi. Các chị nên lấy 2 bộ cho nó tiện ship nhá các chị đấy nhé. Lên đấy 2 bộ cho đỡ tiền ship các chị nhá, lên đấy 2 bộ cho đỡ tiền ship cho em ạ. 102 và kèm theo số điện thoại cho chị mua mũ hoặc một đồng bộ đồng hồ. Ok chị Hồ Ngọc Bích cho em là bộ đồng hồ này. Chị Diễm Thái bổ sung cho em xin địa chỉ nào, không có hoa nổi hết hoa nổi rồi chị ơi. Lên mã này đi anh, chó mã 100 cho em ạ. Mã 100 các chị nhá. Gửi luôn 2 bộ lúc trưa em nhắn tin nhé. Ok em yêu nhá. Bộ như trên mẫu đang người 89.000 một bộ chị ơi. Chị đã đặt bộ em mặc thì phải comment lại cho em là bộ mẫu mặc nhá. Ok tình yêu, mã 100 cho em ạ. Mã 100 các chị ơi, mã 100 cho em. Trời ơi siêu phẩm mã 100 đã về. Siêu phẩm luôn em thề các chị luôn. Cái mã này là một cái mã siêu phẩm của các chị luôn. Mã 100 cho em ạ. Có xỉ nhá. Xỉ lên bục nhá. Mã 100, 2 bộ, 102. Ok chị Tân Thái. Ok chị Bùi Hợp, 100 cho em, nhanh tay lên mã 100 này cực kỳ đẹp luôn cho em.
Cứ đổi cho em sang bộ đồng hồ. Ok Nguyễn Thị Ánh Diệp nha, chị sợ là mọi người không nhận hàng thôi chứ còn đổi là chuyện bình thường. Hiệp Bùi, trừ khi cái mẫu nào em đã bỏ hết rồi là các chị đừng đổi thôi. Còn mẫu như em có nhiều thì em đổi cho các chị thoải mái luôn nhá. 102 cho em ạ. Ok chị Hiệp Bùi cho chị hai bộ. Ok tình yêu, chị ơi một mã 100 cho em. 100 con chó này các tình yêu của em, mã 100 là mã con chó cho em ạ. Mã 100 là mã con chó cho em nha các chị nhá. Mã 100 hình hai con chó cực đẹp luôn. Mã này không đẹp không lấy tiền. Ok chị Khánh Ninh này, không đẹp không lấy tiền cái mã này luôn. Riêng cái mã này về mặc mà bỏ không đẹp không lấy tiền được chưa? Mã 100 cho em, 40 cân đến 60 cân cho em. Riêng cái mã này không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Đấy. Ok chị Danh Thái cho em này. Ok chị Ân Ninh này. Đây, nhanh lên cho em này, mã 100 và kèm theo số điện thoại cho em. Ok chị Vũ Hiền Anh. Vũ Hiền Anh mã 100, 100 này không đẹp không lấy tiền đã gọi là khẳng định một cái câu gọi là khẳng định thương hiệu như thế rồi các chị yên tâm nhá. Chị Liên Tuyết bổ sung số điện thoại lên cho em, chị nào có đơn rồi ghi là dồn hộ con em cái chị nhá. Chị nào có con mua cho con bộ này cũng được. Các chị Vũ biết. Hiền Anh một bộ mã 100, Nguyễn Ngọc Phương một bộ mã 100. Bộ này rất chi là quá đẹp luôn. Bộ này phải cực kỳ đẹp luôn các chị, đẹp không đẹp không lấy tiền rồi các chị yên tâm đi nhá. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại cho em. Riêng cái mã này là bộ không đẹp và không lấy tiền rồi các chị nhá. Đấy. Bạn ơi bạn để lại số điện thoại nhân viên sẽ gọi điện lại cho bạn nhá. Ưng thì bạn chọn nhá, không ưng thì thôi nhá bạn nhá. Để lại số điện thoại nhân viên sẽ gọi trực tiếp cho bạn và báo giá sỉ cho bạn nhá. Mã 100 Liên Tuyết, ok chị Liên Tuyết cho em. Ok chị Bùi Hợp cho em. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại, không đẹp không lấy tiền, một câu khẳng định duy nhất của bên nhà em luôn. Ngọc Nguyễn bộ mã 100. Các chị đặt hàng giá sỉ comment lại là sỉ cho em để nhân viên gọi điện báo giá sỉ cho các chị nhá. Nhanh lên cho em ạ, bộ đang mặc trên người nhé. Ok chị Thanh Tâm cho chị bộ chim trắng một bộ. Ok chị Huyền Trần, ok chị Hiệp Bùi mã 100 cho em ở Bắc Linh chị ơi. Mã 100 không đẹp không lấy tiền, em đã khẳng định với các chị như thế rồi. 100 cho em. Huy Dương mã Huy Hương mã 100 cho em. 100 không đẹp không lấy tiền, không đẹp không lấy tiền, không đẹp không lấy tiền các chị nhá. Chị Vũ Hiền Anh thêm một bộ em đang mặc. Ok chị ơi, mình cũng đang ở Bắc Linh. Sỉ 50 bộ Linh Mai, gọi điện cho chị Linh Mai luôn đi em ơi. Bé ơi, bé gọi cho chị là Linh Mai. Mã 100 cho em. Ok chị Trâm Đức Huệ này, một bộ chim đen là bộ mã 100. Em đổi lấy mã 100 Nguyễn Thu Hiền, đổi thoải mái. Em lấy mã 102. Ok Ngọc Nguyễn. Đây sẽ có người gọi điện lại cho các chị, nhanh lên cho em mã 100 này không đẹp không lấy tiền rồi. 189.000 một bộ. Lại đổi à? Úi giời ơi các chị ơi, các chị đừng đổi nữa. Trời ơi, quyết định kỹ trước khi đặt hàng cho em đi các chị ơi. Cứ bây giờ cứ có một người đổi kéo theo đấy là 3-4 người đổi, có mà chết em không chứ đi. Nhà em cái mẫu này em đã gọi là cắt mẫu rồi, các chị đừng có đổi nhiều như thế các chị. Chị nào ưng mẫu nào thì chốt mẫu đấy cho em đi. Em lên mã mới là bắt đầu lại đổi sang mã mới. Có phải chết em không ạ? Mã 100 cho em ạ. Không đẹp không lấy tiền rồi. Trung Mạnh nha, đổi lốt cho Trung Mạnh một, đổi lốt cho chị Trung Mạnh nữa là không đổi ở đâu nhá chị nhá. Chứ một người đổi là kéo theo đến hàng bao nhiêu người đổi. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã 100 kèm số điện thoại cho em. Ok chị Liên Tuyết cho em này. Ai bảo sang nhiều mẫu đẹp quá nên người ta mới đổi, nhưng mà thật sự nhà em không đổi được nhiều thế đâu chị ạ. Ok chị biết rồi Ngọc Nguyễn ơi. Xuân Đặng bổ sung số điện thoại lên cho em. Mã 100 không đẹp không lấy tiền rồi đã. Ôi cái mã này thật sự các chị luôn. Mã này hàng bao nhiêu người chen nhau chẳng có hàng mà để bán cho các chị luôn đi. Khiếp trời ơi, ship quá 25-30 nghìn thôi chị ơi. Chị ở đâu ạ? À? Em ở Bắc Linh, em ở Quế Võ Bắc Linh nhá. Cái này còn vào tận nhà em nữa, khiếp. Thôi chị vào nhà em chơi cũng được. Đấy, mã 100 cho em ạ. 100 bà nào lấy thì comment lại nhanh lên cho em nào. Bán nốt cho mấy chị nhá, có thấy em không? Thấy em nhưng mà gì nhở, nhà chị không có quần lửng. Không, nhà chị không bán lửng. Chị nào xỉ thì phải để số điện thoại lại. Bên nhà em sẽ cho người gọi điện luôn cho các chị, báo giá luôn cho các chị luôn nhá. Chuyển khoản 100% thì hỗ trợ tiền phí ship nhá. Không chuyển khoản tự chịu tiền phí ship, bắt buộc phải cọc. Cọc trước 500.000. Mộng Phúc một bộ mã 100 này. 100 mà kèm theo số điện thoại cho em. Bỏ bạn ấy trên livestream, bạn ấy chọn luôn đi cũng được. Cho bạn ấy cái nhìn chân thật nhất, không phải sợ nhiều gửi sai mẫu, gửi nhầm mẫu lại mệt. 55 cân bao vừa luôn. Hello. 189.000 một bộ cho em ạ. Mã 100 nhá, em đổi mẫu nhá. Ok mã 100 này đẹp dã man luôn các chị ạ. Mã hình hai con chó nó quá đẹp luôn các chị luôn, được chưa? Riêng hai con chó đấy em khẳng định với các chị luôn. Đổi mẫu nhá.
Mã 88 ạ. Theo số điện thoại. Đấy, chị em biết ngay mà, kiểu gì cũng có chị đổi mà. Đấy, lại chị Phượng Nguyễn đổi. Trời ơi, em đã nói ngay từ đầu rồi, cứ cho một chị đổi cái là y rằng là kéo theo đấy là 5-7 chị đòi đổi luôn. Chẳng có nhẽ bây giờ em lại bảo ai mà đổi hủy hết đơn hàng cho em giờ. Em biết ngay ra là cứ có một người đổi cái là tầm y rằng là 5-6 người kéo theo sau là đòi đổi mà. Trời ơi, em đã nói ngay từ đầu rồi các chị ạ. Chị nào ưng mã nào chốt cho em cái mã đấy, còn đừng đổi nữa cho em nhà. Em không đổi được nhiều gì đâu ạ. Ok chị Đào Huyền này, mã 88 cho em này. 88 mà kèm theo số điện thoại cho em. Cứ đổi cho một người cái là 5-7 người kéo theo sau là đòi đổi. Không đổi cho thì bảo ghê gớm, mà đổi cho xong thì khổ nhân viên bên nhà em. Mã 88 mà kèm theo số điện thoại cho em. Mã 88 mà kèm theo số điện thoại. Ngọc Nguyễn một bộ mã 88 này. 88 cho em ạ. Bộ em đang mặc còn không? Bộ em mặc còn rất nhiều chị ơi. 88 cho em, 89.000 bộ cho em. Ship đồng giá là 30.000 ạ. Ship đồng giá là 30.000 cho em ạ. Mã 88 mà kèm theo số điện thoại nha chị nha. Đây ạ, chị nào lấy sỉ cứ chọn ngay trên này chi mày luôn, mà lấy sỉ tốt nhất là để lại số điện thoại bên nhà em nhá. À đây mẫu canh mặc cái comment này là canh mặc nhá. 88 ạ. Bộ 100 đằng sau có hình không ạ? Sao lại đặt đằng sau là mã nào? Trời ơi, trước sau như một em yêu ơi, trước sau như một cho chị nhá. Trước sau như một nhá. 88 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã 88 mà kèm theo số điện thoại lên cho em các chị nhá. Đây ạ. Chị nào lấy mã này comment lại cho em là mã 88 và kèm theo số điện thoại lên cho em. 89.000 một bộ cho em, mã 88 này kẻ sọc rất chìa đẹp luôn, một cả một bộ luôn đấy chị nhá. Mà có 89.000 thôi, rẻ lắm rồi. Bán giá này đã gọi là cực kỳ rẻ các chị luôn rồi đấy. Đấy. Đây là ai lấy mã 88 comment này là 88 cho em nhá. Mã 88 này, mã 101 cho em này, mã này là cô gái mã 101 các chị nhá. Cô gái mã 101 cho em các chị nhá. Chị là đặt comment này giúp em là mã 101 và kèm theo số điện thoại cho em. Ưng thì chốt hàng nhá, không ưng thì ngồi xem em like cũng như đừng ngay chốt hàng nhá. Chốt hàng xong lại đổi ra nhà em hủy hàng ấy. Cô gái Gucci luôn nhỉ. Mã 32 cho em ạ. 32 cô gái Gucci. Bạn sống thương ơi, bạn phải để lại số điện thoại đi, nhà tớ mới bạn lấy sỉ thì bạn phải để lại số điện thoại, báo tiền cho bạn thì bạn đã chọn nhá. Hoặc là bạn phải cọc thì bên nhà tớ mới soạn hàng, không được bên nhà tớ không soạn hàng đâu. Ok chị Hà Lê, mã 100, mã 32 cô gái Gucci này. 32 cô gái Gucci, các chị comment lại cho em là mã 32 và kèm theo số điện thoại cho em. Cô gái Gucci mã 32. Cô gái trắng này là mã 17 cho em ạ. Cô gái trắng mã 17 cho em. Các chị đặt comment lại giúp em là mã 17 và kèm theo số điện thoại, anh cầm em đây. Để lại cho em xin số điện thoại tất cả sỉ cho em nhá. 17. Mã 17 các chị nhá. Mã 17 là cô gái búi tóc quay lưng này. Cũng phải của nó là chất thun nhất các chị nhá. 58 cân vừa. 17 và kèm theo số điện thoại nhá các chị nhá. 89.000 một bộ nhá chị Việt Anh Lê nhá. 17 này, ai lấy mã này comment này là mã 17 cho em này. Mã này là mã 87 cho em ạ. Hổ nhá. 0962 gọi điện luôn cho bạn ấy luôn đi. Bé gọi chị mua xỉ. 0962 87 cho em ạ. Em hãi mấy bà xỉ lắm, xỉ đau đầu lắm. Chọn một lấy một đống một để xong đến lúc mà báo giá phát là bắt đầu lại đòi bớt giá bởi thế này đòi kia. Nhà em nói một lời thôi nhá, nhà em xỉ một lời thôi ạ. Các chị đặt bao nhiêu thì các chị cứ báo cần mấy bộ các chị muốn mua lên, sẽ có người gọi điện cho các chị báo giá cho các chị. Ok thì các chị ăn chọn hàng, không ok các chị đừng có bao chọn hàng cho em nhá. Khiếp, hôm qua em điên mấy cái, hôm qua em điên cái con xỉ quá đi mất. Nó đặt hàng, gọi là đặt hàng đấy, đặt hàng để đặt như chưa bao giờ từng được đặt luôn. Xong bắt đầu đến lúc mà gọi điện cho nó là bắt đầu nó thế này thế lọ cho em. Bây giờ rút ra kinh nghiệm không kiểu đấy nữa rồi. Mã 87 cho em ạ. 87 hổ đen các chị nhá, 87 hổ đen cho em ạ. 87 cho em. Anh ghi giá ra cho nó. 87 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy. 87 và kèm theo số điện thoại nhá. Chị nào lấy sỉ vui lòng để lại số điện thoại báo giá luôn cho các chị luôn. Ưng thì ấn vào chọn, không ưng thì đừng có chọn nhá. Xong đến lúc mà báo giá rồi bắt đầu đi vào thi nhau vào mà em điên lắm. Em
em nói thật, tính em các chị ạ, tính của em ấy, tính của em nó thẳng tính cực luôn đấy, nói cái gì nó phải như thế cho em. Ok chị Đào Hiền mã 87 này, ok chị Long Lợi mã chim trắng này, ok chị Thị Võ mã 87 này, 87 và kèm theo số điện thoại cho em. Ai lấy xỉ để lại số điện thoại cho em, nhà em sẽ cho người gọi điện luôn cho các chị. Còn nếu như các chị ưng thì các chị đặt, không ưng thì các chị hủy luôn cho em, nhà em không có mặc cả đâu các chị nhá. Bán hàng không có mặc cả, tốt nhất là không có mặc cả cho nhanh. Ok chị Huyền Nhi một mã 87 này, nói chung là buôn nhanh bán nhanh cho em đấy, 87 và kèm theo số điện thoại cho em, 87 và kèm theo số điện thoại đấy. Chị nào lấy mã này comment lại 87 cho em. Trời ơi, hổ đen đẹp dã man, quần của nó cũng đẹp luôn. Nói chung là cái bộ này mà để mà nói cái bộ này thì phải gọi là cực đẹp cho các chị luôn rồi đấy. Sơ mi à, đợi em sẽ lên sơ mi cho chị nhá, gọi mời em kiểu ok chị Vân Vũ cho em phải tháp bướm và chim trắng. Ok chị Vân Vũ này, có sai không chị, 52 cân bằng cân em. Yên tâm đi, 60 cân còn mặc vừa, tại vì hàng em nó là hàng Quảng Châu co giãn nhá. Đấy, co giãn 4 chiều luôn. Gọi cho Nguyễn Hằng luôn đi nhá, 0169 này, 943, 0468. Mất công gọi điện xong rồi bắt đầu hủy lọ hủy kia, mệt hết mọi người. 87 và kèm theo số điện thoại cho em. Ngọc Nguyễn, Ngọc Nguyễn lấy xỉ lấy lẻ đây mà từ lẫn giờ lấy hơi bị nhiều đấy nha. Lấy mà 10 bộ trở lên là được cái giá xỉ rồi đấy, mà lấy nhiều là phải cọc thì mới cho đi hàng ấy nhá, chứ không phải rằng là cứ chọn bừa lên đâu. 87 cho em ạ. Cái gì đấy, 87 này, ai ưng mã này comment lại 87 cho em nhá. Nhà em có rất nhiều mã luôn, chắc chắn một điều là các chị đặt hàng các chị nghe rõ cho em, chị nào đặt nhiều thì vui lòng là Đào Huyền của mã 87 rồi ạ. Mã này là mã 61 ạ, mã 61 cho em ạ, 61 và kèm theo số điện thoại cho em. Còn là bộ em mặc còn rất nhiều chị ơi. À em lấy 3 bộ ạ, chị cứ tưởng em lấy nhiều lắm cơ, tại vì từ nãy giờ đọc em tưởng em lấy nhiều lắm. Mã 61 cho em ạ, 61 nha, ai lấy mã này comment này là mã 61 cho em. Không có đâu chị ơi, chỉ có bộ dài với hàng có size thôi. 61 và kèm theo số điện thoại nhá. Trà ơi, chiều nay ra làm chị nhá Trà nhá. Mã 61 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy, 61 này đẹp chưa, 61 cô gái đi xe đạp màu trắng mã 61. Ok chị Đào Nga này, một mã chim trắng rồi 87 ấy. Mã 83 cho em ạ, 83 hổ trắng nha. Như thế luôn, 83 cho em ạ, 83 cho em ạ, 30 bộ thì bớt giá cho em nhá, 10 bộ 20 bộ như nhau nhá, 83 cho em ạ, 83 và kèm theo số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Hàng em nó là hàng Quảng Châu ấy, chứ nó không phải rằng là nó như là cái kiểu như hàng của Việt Nam ấy. Xong chất của nó thì thực sự form nó bé lắm các chị ạ. Em có thể các chị form bé cực kỳ là bé luôn. Để mà nói cái bọn nàng nhái form nó bé mà không bao giờ được cái hình in nổi như nhà em như này. Các chị nhìn không? Các chị nhìn thấy con hổ này nhà em nó in nổi chưa? Nếu như cái bọn nàng nhái liệu nó có in nổi như này nó không? Chả bao giờ có chuyện là bọn nó in nổi như này cho các chị được nhá. Đấy, 83 cho em ạ. Ship bảo bạn đây chuyển khoản ship 35.000 nhá. 83 cho em. Ok chị Liên Nguyễn này, mã 87 này, 83 là con hổ màu trắng ạ. Không thì chị để bảo chị đi vào trang cá nhân mà chọn ảnh cũng được. Tốt nhất là chọn trên livestream cho cái nhìn chân thật nhất. Biến lúc mà ảnh nghiêng rồi cứ đòi ảnh thật mệt lắm, mà rõ ràng là chụp ảnh thật rồi nhưng cứ đòi ảnh thật. Thôi bỏ chị đấy, cứ lên livestream chị chọn đi cho nó dễ. Mã này là mã 83 nhá các chị nhá. Chị ơi không vừa đâu chị ơi, mã 83 và kèm theo số điện thoại hổ trắng mã 83 cho em này. Cô gái Elisa mã 03 này. Cô gái Elisa mã 03 các chị nhá. Elisa mã 03 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 03 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, 03 cô gái Elisa. Ôi mèo này. Mèo xinh này, mã 08 này. Mèo mã 08 cho em ạ. Mèo 08 nhá chị nhá. Mèo mã 08 này, ai lấy mã này comment này là 08 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mèo 08. Cô gái đi xe đạp 60 cân mặc ok nhá. Đặng Hà, ok chị yêu Đặng Hà. Mã 11 cho em ạ.
Mã 11 nha các chị nha. Mã 11 cho em ạ. 11 cô gái đi xe đạp màu đen. Đấy. 11 cô gái đi xe đạp màu đen cho em ạ. 97 bình hoa ra, mã 97. Cô gái thổi sáo mã 13. Chị đang mặc thì comment này là bộ chị đang mặc đi mà sống thương em lấy xỉ à? Lấy nhiều không? Ok chị Nguyễn Minh mã 11. Cô gái thổi sáo mã 13 các chị nhá. Cô gái thổi sáo mã 13 cho em ạ. 13 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Anh ơi bình hoa trắng lên chưa đấy? Anh ơi, bình hoa trắng không có mã đâu đấy. Bình hoa trắng, bình hoa đen. Ok chị Đào Huyền mã 13. Ok chị yêu 97 dồn đơn cho chị nhé. Ok chị Anna. Bộ em mặc còn rất nhiều, chị đặt cứ thoải mái lên cho em. Bình hoa trắng này. Bình hoa trắng, bình hoa đen đấy. Và dưới nữa. Bình hoa Gucci đấy. Ôi chưa xem được show me đâu. Mã 64 cho em ạ. Mã 64 nha. Ok chị Nguyễn Tim ạ. Mã 64 cho em, 89.000 một bộ. Mã 64 cô gái Nhật. Mã 64 ạ. Đã trời đang nắng vỡ mặt ra, tranh nhau đi mua áo phao với áo z. Mã 64 cho em ạ. Mã 64 các chị nha. Ui cô gái Nhật là đẹp này. Cô gái màu da là đẹp. Cô gái Nhật mã màu da mã 64. Mã 45 cho em ạ. 89.000 một bộ. Mã 45 bình hoa trắng nhá. Ui mã này quá long lanh luôn. Mã 45 cho em ạ. Mã 45 chị nào đặt comment lại giúp em là mã 45. Màu đen của nó đây ạ. Màu đen mã 84. Màu đen mã 84 cho em ạ. Mã 84 màu đen. Wow các chị ơi sao cứ đứng nhìn em like thế. Chị nào đặt hàng cho em đi chứ. Mã 60. 117 người vẫn ngồi im. Mã 60 cho em ạ. Mã 60 cho em ạ. Mã 60 các chị nhá. Đừng có bom hàng của chị là được. Cứ miễn là đừng bom hàng là được. Lại giao hàng đến thì lại nhây nhảy lên không nhận hàng, chết chị. Mã 60 ạ. Mã 58 ạ. Mã 58 cho em ạ. Mã 58 ạ. Ok chị Nguyễn Minh mã 84. Ok chị Đào Hiền mã 84. Mã 52 ạ. 52 cô gái anh mã 52 ạ. Mã 46 còn 2 bộ. 46 cho em ạ. Mã 44 ạ. Cô gái đội mũ ạ. 44 cô gái đội mũ này. Áo như thế nào, quần nó như thế nha các chị nhá. Em nhà em nay lốt mã bên nhà em nghỉ lại ạ. Hay là các chị muốn sang bộ dài, em sang bộ dài cho chị một tí. Mã 43 cho em ạ. Các chị chia sẻ like lên cho em nào. Ok Diệp Đỗ này. Y hình nhà đây. Hình đây. Nhìn cái hình chưa. Đây. Hình đây. Ôi. Khổ quá lên live stream nó là y hình rồi. Lên live stream không để đánh đâu. Mã 43 cho em ạ. 43 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Anh ơi. Ấy đi để em mặc bộ dài à anh ơi. Nên nó mặc. Ủa đâu em mặc lên cho các chị được một bộ này. Bây giờ thì em sẽ mặc cái bộ dài nhé các chị nhá. Chị nào mà lúc nãy mà muốn chốt cái bộ dài ấy thì bây giờ xem đợi nhà em nhé. Bình hoa Gucci ạ. Mã của nó là 23. Bình hoa Gucci ạ. Ok chị Liên Tuyết này, 43 và 58. Mã Gucci này là 23 nhé chị nhé. Em qua nốt để cùng đến bộ dài. Bộ dài là siêu phẩm luôn. Mã 30. Không bán quần áo nam đâu. 30 ạ. 36 ạ. 39 ạ. 39 các chị nhá. Bây giờ nhà em sẽ qua đến bộ dài. Bộ dài nhà em là 119.000 và có đủ size các chị nhá.
Hay chưa? Năm sáu cân đẹp chị ơi. Không tìm được. Số em ở Bắc Ninh ạ. Không tìm được đâu, Facebook giờ nó không có tìm được đâu. Facebook bây giờ nó không được tìm được đâu. Bộ dài nhà em đây ạ. Nó có mã là B65 nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ dài thì comment lại là B65. Chị Long Tuyết mã 36 ok này. Cho xem bộ cô gái đội mũ. Ok, chị Phương Thảo mã 30 này. Mã 65 và kèm theo số điện thoại 119.000 một bộ cho em ạ. 65 nha các chị nhá. 119.000 một bộ, size của nó là S, M và L cho em ạ. Size là S, M và L, các chị đặt hàng các chị cứ để lại cho em xin mã và số điện thoại, nhà em nhân viên sẽ gọi điện thoại lại tư vấn về chiều cao cân nặng cho các chị nhá. Size của nó là S, M và L, 119.000 một bộ. Các chị comment này nghe cho em, mã 65 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã 65 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã 65 là cái mã của chị em Hạnh Nam mà các chị nhá. 119.000 một bộ. Ở ngoài thị trường nó bán là 169.000. Nhưng mà hôm nay chỉ trên livestream của nhà em Hạnh thôi, chỉ có 119.000 một bộ thôi. Các chị nghe rõ cho em chưa? Đấy, 119.000 một bộ luôn cho em các chị nhá. Cạp quần của nó các chị bao đẹp luôn cho em. Em cập nhật với các chị luôn. Quần cạp của nó cạp to rõ ràng cho các chị luôn nhá. Cạp to rõ ràng luôn cho các chị luôn. Không phải cái loại hàng nhái kẹp cạp bé tí bé tẹo cho các chị. Chất co giãn 4 chiều thoải mái luôn cho các chị luôn được chưa? Riêng còn cái vấn đề về cái bộ này của bên nhà em, em khẳng định các chị luôn, chưa có nhà nào được như là cái bên nhà em luôn. Đấy, nhìn sắc nét 100% luôn nhá. Cạp quần của nó toàn bộ là cạp cao, cạp to như này cho em luôn. 119.000 một bộ cho em. 119.000 một bộ, comment lại giúp em. Mã này cho em là mã B65 mà kèm theo số điện thoại. Size của nó là S, M và L cho em. 119.000 đấy các chị nhá. Đây, chị nào đặt thì comment nhanh lên cho em nhá. Em qua lốt vài bộ xong em thôi nhá các chị nhá. Không xem lại đâu chị ơi, nhà em không xem lại được đâu chị ơi. Nhà em đã qua bộ dài, nhà em đã qua bộ ngắn rồi, nhà em không xem lại được nữa. Tại vì rất nhiều mã rồi, nhà em không đào lại lên được nữa chị nhá. Đấy, em nói ngay từ đầu những cái bộ nào đẹp thì các chị nhìn thấy ưng thì các chị chọn luôn đi. Cứ đợi, cứ toàn những đợi là lúc nào bên nhà em lên hết mã xong các chị lại bắt bên nhà em phải cho xem lại mã này, bên xem lại mã kia, nhà em không xem lại được. Ok, chị Hoàng Hợp tóc đẹp này, một bộ mã 65 ạ. B65 các chị comment lại giúp em là B65 nha các chị nhá. B65 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 119.000 một bộ lên cho em. Đấy. Bộ dài của mã của nó là mã B nha các chị nhá. B65 mà kèm theo số điện thoại cho em, nói chung là mã đẹp luôn. Chị comment lại cho em đi ạ. B65 nhá các chị nhá. Chị Hoàng Ngọc tóc đẹp ơi, chị comment lại cho em là B65 nhá chị nhá. Chị mặc size L là đẹp luôn nhá. Size L luôn, từ 40 cân đến 60 cân luôn cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa cho các chị luôn, cực kỳ đẹp. S, M và L. Ok, chị Hoàng Ngọc tóc đẹp mã B65 cho em ạ. Đấy. Nhà em đã qua mã rồi để nhà em không lên lại mã nữa nhá các chị nhá. Tránh cái trường hợp là nhầm lẫn đơn hàng. Cho được cho một người nhưng mà kéo theo đấy là hàng 5 người bị nhầm hàng, tất nhiên là thôi. Qua bộ dài bộ đùi nó khác nhau, bộ dài và bộ đùi nó khác nhau các chị nhá. Bộ dài nhá, em sẽ qua mẫu nhanh cho các chị nhá. Qua nhanh nốt mẫu bộ dài các chị, 119.000 một bộ cho em ạ. 60 cân mà size L luôn cho em nhá chị nhá. B65 em đang mặc là B65 cho em ạ. B65 nha các chị nhá. B65 cho em. Ok, chị Hoàng Hợp tóc đẹp một mã B65 này. B60 các chị ơi, màu trắng này. Đẹp chưa? Ok, chị Đặng Hà này. B60 nhá chị nhá. B60 cho em. B60 là màu trắng ạ. B60 là màu trắng nha. Qua nhanh các cái mã dài này, bên nhà em sẽ nghỉ like nhá các chị nhá. B60 chị nào lấy mã này comment lại nghe cho em là B60 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 119.000 một bộ nhá các chị nhá. Áo như thế nào, quần nó như thế cho em ạ. Mã này là mã B16 này các chị nhá. Ui, B16 đẹp này, Gucci. Gucci mã B16 cho em ạ. Gucci này là mã B16 nha các chị nhá. B16 cho em ạ. Mã này là B26 ạ. B26 cho em ạ. B26. Đấy, B26 cho em ạ. 119.000 nhá. Mã này là B63. B63 hình chữ nha các chị nhá. B63 là hình chữ cho em ạ. B63 hình chữ này. B24 ạ. B24. Ui, B24 đẹp lắm các chị ạ. B24 cho em này. Đấy, B24 cho em này. B23 cho em này. B23 và kèm theo số điện thoại nhé chị nhá. B23 kèm theo số điện thoại cho em. B42 cho em ạ. Con hổ màu trắng nhá. B42 hổ trắng luôn cho em ạ. Ok, chị Nguyễn Minh này. B42 cho em ạ.
B44 cho em, từ 40 cân đến 60 cân cho em, hàng có size S, M và L. B44 cho em, ve sạc đen mã B44 này. Mã này là B64 cho em ạ. B64 các chị nhỉ, Fendi. Fendi mã B64 cho em. B62 cho em con hổ màu đen các chị nhỉ. B62 hổ đen cho em ạ. Có size từ 40 cân đến 60 cân chị ơi. B40 kẻ sọc cho em, a kẻ hoa hồng cho em. Ok chị Ngọc Diệu B44. Chị nào chị Hoàng hợp tóc đẹp B24. Xin size các chị ấy nhá. B40 cho em ạ. B40 các chị nhỉ. Nhà em sẽ lên nhanh qua các mẫu tại vì bên nhà em sắp nghỉ live rồi ạ. B2 là con mèo cho em ạ. B2 là mèo áo như thế nào, quần nó như thế nhá các chị nhỉ. B2 cho em ạ. Đấy, B2 và kèm theo số điện thoại, con mèo mã B2 cho em, 119.000 một bộ. Đấy, trên ghế. Ok chị Ngọc Diệu này. B54 cho em ạ. B54 nhá. B54 cho em ạ. Ok chị Bất Muội này, B24 này. B54 cho em ạ. B54 ạ. B43. B43 cho em ạ. B43 nhá. B1 cho em ạ. Ok Huyền Nhi, B2, B1 cho em ạ. B1 đẹp này. B1 nha các chị nhá. B1 cho em ạ. B1 119.000 một bộ B1. Chung là bộ nào này em đẹp thì em rơi cho các chị xem một loạt quần nha các chị nhá. B12 cho em ạ. B12 này các chị nhá. B12 Gucci đen B12. B21 con hổ đen B21. Cuối cùng là B22 cho em ạ. B22 ve sạc trắng, quần của nó đây nhá các chị nhá. B61 nha các chị nhá. B61 cho em ạ. Con đùi nhà em qua rồi. Em qua con đùi rồi chị ơi. Đây nhá, quần của nó đây nhá, quần hoa này các chị nhá, quần của hoa này. Trời ơi, đơn của chị bị sai số điện thoại. Viettel nó trả về, đây quần của cái mã hổ này. Đấy. Đây các chị có thể nhìn qua quần của nó cho em một chút nhá, quần cực kỳ đẹp, quần cực kỳ chất luôn. Đấy, đây bộ mã B40 này. Đấy, B40 cho em một quần như này nhá. À đây, bộ hổ đen này. 119.000 một bộ các chị nhá. Cực kỳ là chất luôn các chị ạ. Bộ hổ là chất. Mặc bộ này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Bộ hổ này các chị nên có một bộ như thế này mà mặc. Đi đấy. Chơi hay đi quần có bộ chữ này. Tập thể dục thể thao rất chi là tiện đây, đây đây quần đây. Quần đẹp không? Các chị nhá. Quần quá đẹp nhá. Đấy. Mệt ghê, cứ vừa mới đặt hàng xong cứ dụ âm lên là phải xếp hàng. Sợ. Biết thì không bán cho cái thằng đấy nữa. Vừa mới đặt hàng hôm trước xong hôm sau đã bắt phải gửi hàng ngay. Có nghĩa là vừa mới đặt hàng xong. Sợ luôn đấy. Vừa mới đặt hàng hôm thứ bảy. Hôm thứ bảy đặt hàng. Hôm thứ bảy đọc nó hôm thứ bảy đặt hàng thì chủ nhật Viettel nó nghỉ rồi. Hôm nay mới là thứ hai, đã bảo rằng là mình không nhận hàng nữa. Tôi không nhận nữa thì thôi, chứ từ bây giờ khách nào mà kiểu như thế thì chắc là chết mất. Sợ luôn đấy. Chứ không biết là chủ nhật Viettel nó nghỉ hay sao ấy mà kinh khủng thật. Làm gì đến nỗi mà mong đến nỗi mà cũng phải chuyển hàng chứ. Nó cũng phải đi hàng chứ đây đằng này. Ngọc Duyên ơi, tiểu nói bên nhà em sẽ giải quyết đơn hàng cho chị nhá, chị nhá. Bye bye mọi người, em nghỉ live nha các chị nhá. Bye bye các chị nhá. Toàn người ngồi xếp, anh thoát ra bảo lại cho bao nhiêu người. Em nó bị giới hạn nên. Tải hơn 100 người mà tại sao chả gì ấy nhở. Thoát ra bảo lại chứ. Xem đơn hàng của bạn ấy đi đến đâu rồi nào. Dục view tá phát luôn đi.
trong tin nhắn bao nhiêu rồi? Vẫn thế. Có tài nhở. Bye bye các chị nhá. Hơn 100 người mà cứ ngồi nhìn em Mai là thế nào nhở? Không có ai đặt hàng à? Đùa. Bye bye các chị nhá. Em không like đâu, em nghỉ like đây. Bye bye các tình yêu của em.